vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Việt Nam đã đóng tàu chiến cho Hải quân Panama. Báo chí trong nước loan tin Tổng Công ty Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam vào ngày 8 tháng 3 đã tổ chức lễ bàn giao tàu đổ bộ hậu cần Damon Rogro 6512 cho Hải quân Panama tại Âu Tàu Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là con tàu có lượng giã nước 600 tấn, dài hơn 57 mét, tốc độ tối đa hơn 11 hải lý trên 1 giờ và có thể đổ bộ trên biển hoặc vị trí có cầu cảng thích hợp. Ngoài ra, tàu Damon Rogro 6512 theo công nghệ Hà Lan có thể mang theo các xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ. Bản tin còn cho biết rằng cho đến nay, Sông Thu đã xuất khẩu được 60 tàu sang khoảng 20 nước ở châu Âu, Nam Mỹ, Nga và Brazil. Thưa quý vị, Singapore thu giữ 3.5 tấn ngà voi trên đường nhập cảnh Việt Nam. Báo Straits Times của Singapore vào hôm 8 tháng 3 loan báo, nhà chức trách đã thu giữ 3.5 tấn ngà voi có xuất xứ từ Nigeria, trị giá là 2.5 triệu Mỹ Kim, trên đường nhập cảnh Việt Nam. Báo Singapore nói Việt Nam đã cấm vận ngà voi vào năm 1992, nhưng nước này vẫn là thị trường hàng đầu cho các sản phẩm ngà voi dùng trong trang trí hoặc y học cổ truyền. Voi được bảo vệ theo công ước và buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Trong đó, cả Singapore và Việt Nam đều tham gia ký kết. Việc thực thi luật pháp yếu kém ở Việt Nam đã tạo cơ hội cho thị trường chợ đen phát triển. Và Việt Nam cũng là một điểm trung chuyển thường xuyên cho ngà nhập lậu từ châu Phi, chuyển tiếp đến các vùng khác của châu Á, chủ yếu là Trung Quốc. Kỷ luật em trai cựu bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Thanh Hải. Báo chí trong nước vào ngày 8 tháng 3 viết rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Lê Tấn Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sagri. Ông bị kỷ luật cùng nhiều cá nhân khác tại công ty Sagri. Được biết, ông Lê Tấn Hùng là em trai của bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn Lê Thanh Hải. Vẫn theo trang báo này, trích nguồn chính thức, đây là các sai phạm tài chính tại doanh nghiệp có liên quan đến luật kế toán của Việt Nam. Hiện các báo cáo Việt Nam chưa đăng các ý kiến phản hồi từ chính ông Lê Tấn Hùng. Nhưng trong hệ thống của Việt Nam, việc kỷ luật thường do Đảng Cộng sản quyết định và những cán bộ bị nêu tên ít có cơ hội nói với báo chí về quan điểm của họ. Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt lợi gì khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương không có Hoa Kỳ? Giới phân tích cho rằng, việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vừa được 11 nước thành viên ký kết mang một ý nghĩa rất lớn với kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, với Việt Nam, CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do quan trọng nhất, có độ mở lớn nhất được ký. Việc Hoa Kỳ không có mặt trong thương mại này thì lợi ích của Việt Nam có thể ít đi so với TPP trước đó. Ví dụ như GDP chỉ tăng thêm 1.32% thay vì 6.7%, xuất khẩu tăng thêm 4% thay vì 15%. Tuy nhiên, các ngành như dệt may, da giày, đồ uống và thực phẩm được dự báo sẽ hưởng lợi nhiều nhất nhờ hiệp định này, do các cam kết về mở cửa thị trường vẫn được giữ nguyên. Trong một báo cáo mới công bố ngay sau khi CPTPP được ký kết của Ngân hàng Thế giới, thì cơ quan này tính toán đến năm 2030, CPTPP sẽ giúp Việt Nam tăng thêm 1.1% GDP. Xuất khẩu sang các nước CPTPP sẽ tăng 54 lên 80 tỷ Mỹ Kim, chiếm 20% tổng lượng xuất khẩu. Riêng các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là thực phẩm, đồ uống, da giày và dệt may. Xuất khẩu sẽ tăng lần lượt là 10.1 tỷ Mỹ Kim, 6.9 tỷ và 0.5 tỷ Mỹ Kim. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết Mark Hamill được ghi danh trên đại lộ danh vọng Hollywood Walk of Fame. Đại lộ danh vọng Hollywood đã bị tạm dừng vào thứ Năm ngày 8 tháng 3 khi các fan hâm mộ tụ tập bên ngoài nhà hát El Capitan để xem nhân vật Mark Hamill của Star Wars được đặt ngôi sao của chính mình. Hamill được biết đến nhiều nhất với vai diễn Luke Skywalker đã nhận được ngôi sao thứ 630 trên đại lộ danh vọng Hollywood Walk of Fame. Bạn diễn của Hamill là Harrison Ford cũng đã tới ủng hộ người bạn diễn của mình và anh đã tỏ lòng kính trọng đối với Carrie Fisher trong bài phát biểu trước khi ca ngợi ngôi sao Hamill và ôm lấy Hamill trên sân khấu. Hamill, người đã đùa trên sân khấu rằng anh chưa từng có cảm giác hạnh phúc không thể nói nên lời như bây giờ kể từ bộ phim Star Wars The Force Awakens, nơi anh đã không xuất hiện cho đến khi có cảnh quay cuối cùng. Hamill cũng nhắc đến việc trong 3 ngôi sao kỳ cựu trong loạt phim Star Wars thì Carrie Fisher là người duy nhất không có ngôi sao trên Walk of Fame. Thưa quý vị, bộ phim Black Panther sẽ thống trị doanh thu phòng vé Bắc Mỹ một lần nữa. Theo tạp chí BoxOffice.com thì Black Panther của hãng Marvel sẽ thống trị các phòng vé khu vực Bắc Mỹ cho tuần lễ thứ tư liên tiếp, đưa tổng doanh thu phòng vé trong nước lên hơn nửa tỷ Mỹ Kim.
Black Panther là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên của Hollywood, dự kiến sẽ mang lại là 39.3 triệu Mỹ Kim từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật, đưa tổng doanh thu phòng vé trong nước lên 560 triệu Mỹ Kim kể từ khi phim ra mắt. Trong khi đó, thì bộ phim A Wrinkle in Time của Ava DuVernay với sự tham gia của ngôi sao Oprah Winfrey và Reese Witherspoon sẽ đứng ở vị trí thứ hai với doanh thu phòng vé là 33.5 triệu Mỹ Kim. Kế đến thì Red Sparrow của Jennifer Lawrence sẽ đứng ở vị trí thứ ba với doanh thu ước tính là 8.3 triệu Mỹ Kim. Vị trí thứ tư là bộ phim kinh dị The Strangers Pray at Night với dự đoán doanh thu sẽ là 8 triệu Mỹ Kim. Vị trí thứ năm đó là bộ phim Game Night của Rachel McAdams. Bộ phim được dự đoán sẽ mang về là 7 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Your father has accomplished something extraordinary. Also dangerous. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức news sáng nay trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.